Quay một lúc đây. Thì báo cáo các bác, đây là đôi loa đến từ nước Mỹ, được thiết kế với là hai bát 40, 3 tép, 1 tép kèn, 2 tép đầu đạn trên bên trên này, 3 lỗ thông hơi. Đôi loa này thì báo cáo các bác là đã có clip khui hàng cho bác rồi. Dòng này mà không hay thì em Tuấn chẳng thèm lấy tiền của bác luôn. Dòng này thiết kế rất là đẹp, sang trọng, cực kỳ sang luôn. Đôi này có mức giá là 19.900. Này, 19.900 em để đây. 19.900. Đấy. Hai bên có hai tay sách. Đối với đôi loa này thì hai người khênh hơi vất, bởi vì là hai người khênh này thì đối với người Mỹ thì khênh ok, nhưng mà người Việt mình thì khênh hơi vất vả. Đó, người Việt mình hơi vất vả. Đây. Đây là đôi loa đến từ nước Mỹ, Pen Polet Show cái gì này. Hàng made in USA. Made in USA các nhá. Hàng made in USA. Đấy. Đôi loa này báo cáo các bác là khá là phục. Nếu mà bác nào để nghe trong nhà, karaoke, phòng trà đều được hết. Những đôi loa này là làm sự kiện thì chấm hết. Sự kiện thì không thể nói được. Bát nó hay, nó dày, ấm. Sau đây em Tuấn sẽ test cho các bác nhé. Em sẽ test cho các bác. Dòng loa này mà không hay thì chẳng có loa nào hay nữa. Mà cái thứ hai nữa là giá. Phải nói là đôi này là giá như này là quá bình dân các bác. 2 bát 40 đúng không? Rất là bình dân. Sẽ test cho các bác. Test cho bác một số thể loại nhạc. Các bác cứ tua nhé. Em test khoảng độ 2-3 thể loại nhạc. Nhạc lúc đầu, và bác nào muốn nghe nhạc khác thì bác tua đi một đoạn, để tránh những cái nhạc nó trùng nhau đấy. Và thôi em cứ test từng clip một, từng loại nhạc cho nó tránh. Nhớ cái em chuyển sang nhạc khác liên quan bản quyền đấy. Bản quyền là nó không mở được, nó rất là mất việc. Bác nghe từng nhạc thôi nhé. Thank you.
thường nhá. Chào bác thử được xóa luôn. Đã thử thử cho bỏ luôn. Đây là đi theo góc cua lệch chứ không đứng trước mặt loa, mà tín hiệu vẫn không mất. À, thấy chưa? Nào. Bát không đuối một tí nào luôn. Xin tạm dừng test đôi loa đến từ nước Mỹ đây. Đôi này được thiết kế với 2 bát 40 bác nhé. 2 bát 40. Đôi này 2 bát 40. À, đôi này hai người khênh chắc cũng hơi vất vả. Chiều ngang con này 70. Chiều ngang 70 đấy. Chiều sâu 50. À, chiều cao nó khoảng độ hơn 80. Chiều cao hơn 80. Đôi này có mức giá là 19 triệu 900 bác nhé. 19 triệu.